ở trên kia, gửi xong á con khóc, gửi xong á ông nội chở con lên đó chơi. Gửi xong á ông kêu mẹ về hoài luôn. Hồi đó con lì lắm hả? Không có chú ơi. Vậy chứ sao khóc? Tại do không có gì ăn. Ôi trời ơi. Sao đâu? Mấy cái miếng đó mà tự mai luôn đó hả? Yes. Miếng này ôi, mai. Đẹp vậy? Miếng này cha mai. À, trên Sài Gòn mẹ cũng mai vậy luôn. Đây. Hai kim. Biết mà không? Rồi. Đi đâu xả tóc vậy? Chạy tóc. Không có cột hả? Đây nè cả nhà, đây là bé Trân. Bé Trân 8 tuổi. À, thì cha mẹ thì bẩm sinh là câm điếc. Không có nói chuyện được. Thì mấy ngày vừa qua là bé Trân là tự lấy điện thoại liên hệ đến anh em YouTube, cũng như là liên hệ đến những anh em mà đi chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn á. Thì rất là tội luôn. Hai vợ chồng mà không biết nói chuyện mà lại sanh ra một đứa bé lại nói chuyện gành gẽ như vậy. Rồi chú chào con nha. Dạ con chào chú. Ừ. Rồi bữa nay em con sao rồi? Em con đỡ rồi. Ừ. Còn khóc không con? Dạ còn. Rồi chào chị. Đi ngủ khóc. Chuẩn bị đi bệnh viện Sóc Trăng hả cô? Đi Sài Gòn 2 thì nó không có. Nè con lại đây nè, lấy bánh nè. Nói chuyện với chú nhỉ. Đây lấy bánh nè. Bữa nay thì sẵn tiện chú đi ngang đây nè, rồi chú ghé thăm cái tình hình sức khỏe của em con coi như thế nào, rồi thì sẵn tiện ở đây chú cũng mua bánh nè, mua bánh gửi cho con. Đây là món quà của cô Trúc Trần ở bên Úc á, nó có mua một cái phần quà gửi cho con với em á. Để lên bàn đi con. Dạ. Bữa nay không có chồng không có đi làm hả? Dạ con cảm ơn ông. Cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Ừ. Đó, bà mua cho con đó. Có cái gì con thích không? Em chỉ bánh em ăn được không? Cho em ăn đi con. Cái bụng đó quá trời nè. Ở Sóc Trăng thì nó rút dịch chút. Đi thành phố thì nó không rút dịch. Hả? Trời ơi. Trời giỏi vậy. con gái đó, con gái lại cho chú coi coi. Đi cho bánh. Thôi giỏi, thôi ghế đi chị. Thôi đi có bánh kìa, bánh đi con. Đi chú cho bánh. Cái nào nó thích ăn, cái nào cái đó là không chịu. Dạ đi con. Bà mua bánh cho con đó. Đi. Rất là nhiều ông bà cô chú quan tâm đến cái tình hình cái sức khỏe con bé. Thấy bé nó bệnh nặng quá cả nhà, thấy cũng tội. Cha mẹ thì không biết nói chuyện, mà hiện tại giờ hai vợ chồng cũng đang ở bên hông của cha mẹ, ở tạm cả nhà. Rất là tội nghiệp luôn ha. Bé còn nhỏ mà lại mắc một cái chứng bệnh xơ gan. Bữa nay là chồng không có đi làm hả? Không có đi làm hả? Không. Ừ, em đòi kìa. Cái mở đó ra cho em ăn được á. Đi cho. Bé lớn mà giỏi ha. Ai cho đồ cái gì cũng mà. Nạ ra tiếng luôn. Đợt hổm con nói là con thức 1-2 giờ sáng. Mấy bữa nay em còn thức 1-2 giờ sáng không?
hay là ngủ tới sáng luôn? Khóc cho nào nghỉ là 2 giờ sáng nghỉ. Ví dụ như mà em có con khóc nửa đêm đó rồi ba mẹ nghe không? Tự nhiên cho con cho. Úi không, tại do mai ngoại. Còn cha thì nằm ngủ cho cha nghỉ ngơi. Em khóc rồi cha mẹ có nghe được không? Có dỗ em được không? Dạ không. Con nghe thôi. Dạ. Ừ, lúc đó con thức rồi con buồn ngủ không? Dạ buồn ngủ. Cũng gán hả? Dạ. Gán dỗ cho em nó nín. Dạ. Ừ. Bữa nay em nấu thuốc gì cô? Ngày qua nay cô cắt thuốc nam cho bé uống. Còn có chú ở trên cây lậy chú thấy đăng lên đó. Rồi chú chỉ thuốc nam cho uống mà hôm qua hôm này nó ngủ được đó chú. Cô sắc thuốc nam mà. Sắc thuốc nam. Rồi cô mới chú ngày qua mà đêm hôm bé ngủ được. Chứ mọi đêm là nó bé khóc rồi mẹ nó dắt dài không á. Rồi bữa nay chú thấy nó tươi tươi chưa chút nha. Thấy tươi tươi đó. Dạ. Mấy bữa trước lại khóc quá trời. Rồi bữa nay có cái bụng là bự thôi. Cô tính một vài ngày gì á đi ra nhập viện ở Sóc Trăng á là để rút dịch. Chứ ở trên Di Động 2 thì cho uống thuốc với vô thuốc không à. Chứ không có rút dịch. Rồi dạ. Cái bụng nó mỗi lần ra Sóc Trăng nhập viện á, đi vô khoa hồi sức cấp cứu đó thì bác sĩ người ta rút dịch. Rút dịch cái bụng nó xịp bớt là nó khỏe. Rút dịch. Dạ. Thí dụ như uống thuốc nam như vậy đó là bé nó có vệ sinh đồ bình thường không hay là bình thường nhưng mà thấy bé ngủ được. Ờ. Vậy là bé uống được. Dạ. Uống được, cái đó nó thơm thơm, nó không có đắng, không có vị trơn á, uống được. Thuốc nam là cây gì hả cô? Cây mốt gai, lấy củ cây mốt gai á, cái mình giạt mình đem phơi, cái mình xào với lưỡi mèo cao mà cao hơn trái nha, với lưỡi mèo cây dừa, rồi chặt mình chặt ra cái hớp nhúm vậy nè, cái mình xào rồi cái cách thủy, rồi mình nấu cô nấu một chén vậy, còn lại chừng ly uống trà, yeah. Rồi cô cho nó bé nó uống tối ngày vậy đó, mà hôm qua thì hơi sơi. Cỡ 12 giờ cô mới cho uống mà sao đêm hôm nó ngủ ngon á. Không khóc ha. Không khóc. Chứ mọi bữa là mẹ nó dắt dai đi tới lui. Làm như nó an thần á. Uống dạ. Cái đó làm như là nó im dịu thần kinh hay sao mà nó không biết nó ngủ được. Sao mà cô nói mà mấy cái cây mà sao mà con cô chắc khó kiếm lắm hả cô? Ở đây không có. Rồi cái mốt gai là cây gì? Nó làm sao? Cái cây mốt gai nó mọc làm như nó sống ở nước ngọt á. Ở trên cây lại cái chú điện đó là ở chảnh có. Người ta cho mình hả? Ừ. Mà ở dưới này không có. Còn cái lưỡi mèo cao ăn trái thì mình đây không có. Mà ở trển cũng có. Rồi ở đây thì cao kiển nhóc. Rồi, cao kiển là cái đó kìa. Mà người ta không chịu, người ta nói cái đó. Cái đó không hay à. Dạ. Rồi vậy đó, là ba thứ gì đó rồi chặt đó, cô phơi đó. Cô phơi đó. Nó phơi cho nó khô, cái nó héo cái mình sao. Sao hơi hơi thôi nha, sao quá thì nó uống nó nóng à. Thì những cái bài thuốc nam á là của cái này là ai chỉ? Cái chú ở trên cây lậy á, chú diễn ở trên cây chú... lậy á, chú thấy mình đăng lên nè. Rồi chú thấy bé. Chú liên hệ qua gia đình. Hồi đó nhà chú á, có em bé bị vậy đó mà chú không có mổ. Rồi tới bây giờ bé đó là 18 tuổi rồi đó. 18 dạ. tuổi rồi đó mà chú nói là uống cái này nó hết là bây giờ nó bình thường như người. Nhiều vậy? Không biết sao? Cái này nó nhiều. Cái này nè là cái lưỡi mèo của cây dừa là chặt hết luôn nha. Chưa khô. Rồi, cái này là cây lưỡi mèo của cây dừa. Rồi, cái này lưỡi mèo của cây cao. Đó, cái này là cũng như cái ở ngoài nè, cái này là cái bông. Ở trong lấy bông. Ở trong luôn. Lấy hết. Còn cái này là cái củ của trái mốt gai, cây mốt gai á. Dạ. Đó là cái chú nó thấy đăng lên mốt cái... gai. Dạ, đó để hỏi thôi coi. Lạ quá ha. Dạ, nó cái củ nó là ba lớn đó chú, vòng vòng vậy nè. Cái hình tròn nó vậy nè. Không có mùi. Không có mùi, thơm lắm, nấu nước cũng thơm lắm. Đó thì những cái bài mà thuốc nam rất là hay luôn dạ. ha, nhưng mà mình thấy bé uống mới có nửa ngày thôi mà đêm hôm bé ngủ được là cô thấy nó hay vậy đó. Cũng như là ông bà cô chú nào mà biết bé mà mắc cái bệnh gan như vậy đó mà có bé nào mà uống hết rồi đó liên hệ rồi chỉ cho gia đình. Dạ. Tôi nghiệp với chú ở trên cây lậy đó chú thấy đăng lên là chú điện kêu là chú điện miết luôn á.
cái ở chợ anh có mà đây em có đó, cái chú nói để chú nó gửi xe về cho à, mà là đâu mấy ngày mới có chuyến xe, cái nói chú ơi có làm phiền chú không, cái chú nói vậy nè, trời ơi trời á, tôi thấy tôi nóng ruột cũng chết luôn mà chị nói làm phiền cái gì, chú ơi, để tôi gửi về cho em bé nó uống, rồi cái này điện với bà ngoại nè, điện với dạ. Bà ngoại của con Như Ý, bà ngoại đi kiếm, bà ngoại gửi lên đó. Rồi có cái cây thuốc nam nào mà cô hồi đó giờ cô đi tìm mà không có không? Cái móp nè. Cái này cái móp này là cái móp gai. Phải, trời ơi. Ờ móp gai, cái cây móp gai á. Chứ không phải trái móp mình ăn nha. Nó cái cây. Để cái đó là cô khó tìm. Xong á. Cái đó là khó tìm đó. Ừ. Mà nó như là nó sống ở nước ngọt ở trên cây lại Kiên Giang phải không? Tiền Giang gì đó là cũng nước ngọt. Hay là cái củ của nó ở dưới hả cô? Dạ cái này cái củ nè. Ngộ ha, hồi đó giờ này con mới biết luôn. Rất là nhiều bài thuốc nam luôn nhưng mà mình phải cộng cho nó đúng cách. Rồi cái này thì mình dễ kiếm rồi đó. Cái cây cao với cây dừa nè, nhưng mà ở đây thì cô không có chứ vòng vòng ở đâu đó ngang người ta chỉ ở đâu cũng có chân đó. Rồi thì dễ kiếm là có cái này được, có kiếm. Cái vụ mà mút ra. Mà mình uống thì mình uống nhưng mà mình phải à, đi khám bé phải thường xuyên nha cô. À, coi cái một, sức khỏe của bác, bé coi như thế nào. Một hai ngày vậy cô sắp xếp gia đình rồi là đưa bé lên Sóc Trăng nè, cái cây mút ra. Ồ. Trời lạ gì? Nó giống như cái nó sống ở dưới sông, dưới mé sông nha, người ta nói nó sống dưới mé sông. Ờ. Một cái dưới cây mé sông. Lạ. Chắc này nó sống ở nước ngọt á chú, nó mọc ở dưới sông á chú. Chứ ở đây nước mặn đâu có đâu. Gai không? Cái này đã dạt bớt rồi nè, thôi là mấy cái này là mình cầm không được luôn, gai không à. Gì mà uống được ha. Từ nghiệp bà ngoại nó bả đi kiếm, bả đi mấy ngày trời đó, bả kiếm bả gửi lên, gửi xe lên đó. Là cha mẹ của chị dạ, mẹ của bà ngoại. Chị tên gì? Bà ngoại Như Ý. Ở nhà thì kêu lên Thị Dương, còn tên nó thì Lê Thị Thu Vân. Ở trong giấy á thường gọi là Thị Dương. Thị Dương hai tên mà gì đợi đến lần nào cũng không nhớ. Con cũng có hai tên. Ôi bây giờ là phải vừa mà đi khám ở bệnh viện vừa dạ, là sắc cái thuốc nam uống dạ. Uống thêm coi cái mình dạ. Nó bớt được cái nào thì mình mừng cái này nè mình giả tỷ như mình đi bệnh viện mình vẫn nấu cho nó uống được, làm bỏ vô bình thủy á. Dạ. Bỏ vô bình thủy ít ít nước thôi, cái cho nó ra được rồi cho nó uống à. Dạ. Rồi thì uống cũng không bằng ở nhà mình sắc. Nhưng mà nếu mà đi bệnh viện cũng phải cho nó uống. Nếu như mà bé nó không có khóc ban đêm nữa thì dạ. Cái cơ thể nó chịu rồi đó, dạ. Nó mát rồi đó. Trời ơi mừng chết luôn, tim hơn không nghe nó khóc á, ông nội với bà nội mừng quá trời luôn á, nói vậy là nó trúng thuốc rồi đó, chứ mỗi đêm nào mẹ nó cũng giác anh dai nó khóc rồi dơi mấy bữa chú lại đây chú thấy đó, nó khóc vậy đó. Nghe nói là cái bụng của bé nó to hơn được hả cô? Đúng rồi, nó to hơn, giờ cô tính đi sản nhi Sóc Trăng đó, rồi đặng rút dịch cho bé. Dạ. Thế là bữa nay chú lại chú thấy cái mặt nó tươi tươi lại thấy đó. Tươi nhưng mà nghe nói cái bụng mà to hơn. Trời bự luôn. Sao con thấy cái bụng em con làm sao? Bự. Hả? Bự. Bự ra hả? Dạ. Nghe bé chân giật. Ồ. Ồ. Dạ xuống. Ừ. Ăn hết rồi xong giục vỏ vô tay mẹ luôn. Ủa? Em ăn xong rồi còn vỏ em giục vô tay mẹ. Ủa ăn hai cái này luôn hả? Dạ. Còn vỏ là giục vô tay mẹ này. Hay à. Thấy nhìn mà đêm nó ngủ mà ngày nó ngủ được nè chú, thấy nó hơi tươi tươi lại ha chú. Ờ. Đó. Cô mua bánh là cho mấy đứa nhỏ nè, đừng cho nó khóc. Biết nút luôn á chú. Rồi bữa nó le ra không hả cô? Dạ. Bữa nay nó chịu ăn mà nó chịu uống nữa đó. Bữa nay thấy tươi nè. Dạ, thấy cái mặt nó tươi lại rồi, vì nó ngủ được á. Mà con mắt thì vàng quá trời. Dạ, vàng luôn. Thì cũng như là mới có mấy tiếng đồng hồ mà mình thấy chị lâu dài chứ. Nhìn cái khuôn mặt của bé lạ quá ha con ha. Dạ. Sao mà bệnh mà quá trời lâu mà bệnh nữa. Nhỏ tới lớn luôn mà. Da vàng rồi lại
hình như là lông mọc nhiều hơn hả vậy con? Nó uống thuốc gì không biết nữa. Đổ ngón tay nè, ngón tay lạ lắm nè. Đó, bởi vậy mà hổng con Trần nó khóc, nó lấy tay của em đó. Có sao ngộ vậy? Không giống bé, bé con em bé ta. Ồ, cái đầu ngón tay bự bự không hả? Dạ. Ngón tay không dò gì làm như không phát triển hả chú? Rồi. Nói gì vậy? Cái kìa. Đâu quá. Đâu có kêu nội coi, kêu nội đi. Nói gì con? Hú sao? Chị á. Chị có bánh. Lành lắm á. Nó không bệnh giờ nó chạy rồi. Nè sữa nè con, sữa nè ha. Sữa nè. Biết nút luôn á. Hả? Đó. Nó ngủ được á chú, làm như nó chịu thần kinh. Chị uống sữa đó đó. Cười. Mới có sành giờ mới có 2 tháng hay 9 tháng cô? 2 tháng hả? 2 tháng rưỡi là nó mổ rồi. Hồi lúc tháng mấy 2 tháng rồi nó bị. Đầu tiên là bị viêm mật hả? Nó bị teo đường mật. Teo đường mật. Rồi mổ teo đường mật là cũng như là nó không cái mật nó không có thoát ra, cũng như là nó đi cầu phân trắng không à. Rồi người ta mới cắt bỏ cái ống mật á, rồi kéo cái ruột non lên. Kéo cái ruột non lên gáp với cái ống mật đó đó. Nghe cuối cuốn mật đó. Rồi cho bé đi cầu, rồi nó thông cái ống mật, rồi nó phải, bây giờ nó sơ gan, nó bị tổn thương cái gan, giờ nó sơ gan đó. Rồi mỗi lần bé nóng sốt là bé bị viêm đường mật, bé viêm đường mật, rồi ho là bị viêm phổi, rồi bé bị đủ thứ hết trơn luôn đó chú. Rồi phải đi Sài Gòn, đi cái bệnh viện Di Động 2 là phải từ 3 tới 4 tuần trở lên không? Dạ. Đi nó vô đủ liều thuốc nó mới cho mình về. Mới sanh ra mà dạ. Mà rồi hồi 9 tháng đó là ra Sóc Trăng rút dịch một lần, rồi gần 2 lít dịch đó chú, rút một lần vậy là nửa lít dịch nằm ở trong mình đó, ở trong bụng đó nè. Đợt trước thì người ta lấy bên hông vậy nè, lấy ở dưới bên hông đó vậy nè, rồi cái đợt này thì người ta lấy ngay dưới gúng đó. Dạ nó vô Sóc Trăng 2 lần là lấy dịch đủ 2 lần luôn, là vô phòng hồi sức á, còn đi bệnh viện thì không biết bao nhiêu lần mà nói. 2 tuổi mấy là đi bệnh viện không biết bao nhiêu lần luôn. Nãy con kêu chú mở, cái chú mở đâu con kêu về chú mở đi, kêu em hả? Chú mở lại đi. Chú mở lại. Con hỏi ba con coi, hỏi ba bữa nay mà ba không có đi làm hả, hỏi thử coi. Ba làm ngày mai mới đi. Ba con làm gì? Ba làm bà nay hãm đâu mà. Ở đợt hổm nghe nói làm hồ hả cô? Làm hồ lúc trước á, làm hồ rồi làm hồ ở ông nội đi, ông nội khỏe ông nội đi á, ông nội đi với nó là cũng như là mà chỉ cho nó á, người ta kêu đồ này kia nó không biết á, chứ nó mà ra xã hội nó được làm gì đâu, đâu có ai tiếp xúc được gì với nó đâu mà làm, nói nó không nghe, rồi nó nói người ta không biết nữa, nó ra giấu người ta cũng không biết, rồi bây giờ á gửi nó vô cái nhà chỗ công ty mai đó cho nó mai. Chứ lúc trước nó cũng đi theo con nó suốt luôn đó chú. Nó chỉ mới được chừng tháng nay là nó để nó ở nhà ông nội với mẹ nó với con bé nó đi không à. Đi làm hồ là chắc tiền nhiều hơn hả con? Đi làm hồ thì ngày nó được 250. Vì rồi, không hiểu ý rồi cho nên là không có đi được. Mới không đi được. Ông nội đi theo con nó hoài nè, nó đâu có đi làm được đâu. Rồi giờ hỏi cái chỗ công ty mai đó cho nó vô đó nó mai. Nó mai thì ngày nó được 170. Mà má không có hàng. Cứ ở nhà hoài luôn, nhưng đó hôm ngày ba cũng ngày nay rồi chưa có hàng làm, ngày mai nó đồng đi đó. Ăn ra giỏ này nha, ăn ra giỏ. Hồi em đòi ăn hả con? Ừ. Chú nhìn này nha, giỏ là nó giục liền nè. Biết luôn. Ăn nó chú bên đây ăn được hay không? Nay ăn được nè. Bánh, mua sữa đồ lợi ăn uống luôn. Ăn đi. Ăn mắc cỡ đó hả? Cho chị đi con. Cho giấu chị rồi. Đi. Giấu rồi. Giấu. Giấu. Cho chị hai đi, cho chị hai ăn đi. Cho nha. Bình thường chắc chân cưng em dữ lắm hả? Mỗi lần em nó khóc là nó đi nó theo. Đợt hổm con nói cái gì con sợ nhất là cái gì con? Dạ. Đợt hổm con nói gì con sợ nhất là cái gì? Em chết. Nó lớn lên. Em chết. Sao em con mất? Tại vì em bệnh. Bác sĩ từ từ bác sĩ trị cho em con hết rồi. Dạ.
giờ là theo dõi sức khỏe rồi từ từ trị bệnh cho em con. Mến em quá trời luôn. Giữ em mà giữ em suốt luôn mà. Được hổm sợ em không có tiền đi khám bệnh. Thì mới liên hệ cho mấy chú cho bằng được luôn, liên hệ đến để mà chia sẻ. Ăn được rồi đó, thấy mừng cũng mừng thôi cô. Dạ, nó thấy em nó bệnh là nó khóc, em nó khóc nhiều là nó khóc nhiều đó. Dạ, đi theo mẹ nó ẩm đi trước thì nó đi sau lưng mẹ nó. Mà lớn rồi mà thức tới 12 giờ, 1 giờ giữ em cho mẹ mai. Rồi em khóc thì mẹ chạy vô bú rồi, rồi mẹ buông ra lên võng thì bắt đầu nó đưa. Nó đưa em nó bú, cho mẹ nó cho bú. Bữa nay là mẹ con mai được bao nhiêu cái thảm con? Dạ. Cái này mẹ con mai được mấy cái thảm? Mười cái à? Mai hồi lúc nào? Hồi mai được những thảm. Mai sáng sớm hay là mai lúc nào? Đúng rồi. Trời ơi chú ơi, nó thức vì mà nó thức suốt thì nó thấy tội nghiệp lắm, bởi vì mắt mũi thì thuộc đó nha. Vừa lo cho con. Mai hồi lúc nào mà được 10 cái á? Hỏi mẹ thức ra mấy giờ? Giờ. Thức ra mấy giờ? 5 giờ. Trời, thức sớm vậy? Ừ, nó thức sớm. Người lớn dễ thức sớm mà chú. Ẩm con nó ra. Con thức mấy giờ? Con thức lúc 8 giờ. 8 giờ. Ban đêm trong em. Người sáng thức dễ. Dạ. Con trong em để làm gì? Nói chú nghe coi. Trong em mai thảm. Mai hình trái tim lại lắm. Mới đây ngậm cái một hết trơn luôn rồi. Ủa, nhả ra chi vậy? Nó cầm tay đó kìa. Nó giấu ha. Thôi. Nó đạt chưa? Đó. Bực bội á. Đó, nó lắc đầu kìa. Nè, ghim vô. Bị lớn mà tuy rằng không nói được nhưng mà hiểu hết á. Nó hiểu hết. Chỉ với 2 tuổi ghim thôi. Ghim có được. Thấy nó đừng có bệnh rồi giờ chạy nói rồi gành hết rồi. Quá trời có bụng to luôn. Giờ cưng hoặc là thương cỡ nào đi nữa cái bệnh mà mình cũng đâu có làm gì được á. Nó trông chờ thôi. Dạ bây giờ thì còn nước còn tát vậy chú. Giờ gắng lo cho nó vậy đó. À. Chứ giờ mình biết sao giờ. À. Con sắc thuốc là cô ngồi con đi. Hôm nay ba mai mấy cái? Ba giờ. Bữa nay thì mới thấy cũng 10 cái luôn. Bữa nay thì cũng mới thấy anh có ở nhà đó, rồi giờ mới lên chứ được hổm thì thấy có chị với bé gái với cô ở nhà thôi. Anh thì đi làm. Đi mai chứ còn về nhà cũng tranh thủ mai tiếp vợ. Uống là ăn uống được. Mắt kìa, cả nhà, mắt vàng khè luôn. Tội nghiệp chưa? Bé khi mà sanh ra rồi mắc bệnh đó, không có giống như mà mấy đứa trẻ bình thường, nhìn nó rất là khác biệt. Bởi vì rất là ông bà rất là thương quan tâm, có một người cô là ngỏ ý cũng như là hỏi về cái tình hình bệnh của bé coi như thế nào, tốn bao nhiêu tiền để cô biết đường mà giúp á. Mà khi mà đợt hổm đến thì cô nói có một chú nào đó hứa khi mà ghép gan của cha mẹ thì chú sẽ sẵn sàng sẽ giúp về cái phần đó. Dạ. Nghe cũng rất là mừng luôn. Bây giờ thì cũng như là xin cho Mạnh Thượng Quân với cô với chú là giúp cho bé đi lên đi xuống để đi trị bệnh, để cái số có số tiền đi xe gọ qua hướng rồi sửa tả đồ cho bé. Dạ. Để đỡ gánh nặng cho cái chú Hưng kia. Đúng rồi. Phụ vào một tay một chân, mỗi người góp một ít đó, rồi thành được cái số nhiều, rồi lo cho bé. Cái gia đình bây giờ thì cũng lo cho nó 2 năm nay cũng hết sức rồi. Bữa nay con làm gì chân? Có làm gì không? Thì sáng giờ con đang làm gì? Có cắt giải làm gì không? Dạ có. Ba bữa nay có mai không? Đâu ba mẹ xuống mai đi, mai cho chú coi coi. Đó giờ là chưa thấy mai thảm lần nào luôn.
đi đường nào? Đi đường sao? Đi đường sao đó. Bên đây à? Ủa đi đường sao với chú luôn hả? Nè đồ của em nè, có sách vô thì sách cho em đi. Rồi bỏ vô bạch sách cho em đi. Ui. Rồi. Chào chú. Thì sao nãy mới khen mới khen giỏi mà giờ khóc quá trời rồi. Giờ đó. Ờ. Má đèn sáng lên chút em xíu. Thấy rõ. Đúng rồi, có đèn mở đèn lên giùm. Ủa cái bằng mai dời lại đây hả? Được không thấy để đây mà. Bằng mai khác, bằng mai. Ờ khác hả? Công việc của hai vợ chồng bị tật, tật hồi nhỏ luôn. Mới sinh ra là đã bị câm, bị điếc. Thì cái cuộc sống mà để hai vợ chồng mà kiếm thêm thu nhập á, thì bằng mọi việc là bằng điều vào cái bằng mai này á cả nhà. Mai giải, mai thảm để bán rồi kiếm tiền lo cho gia đình. Chị Mai rất là giỏi đó nha. Mấy cái này con cắt ra sẵn cho mẹ hả, hả Trân? Dạ. Ừ, con cắt sẵn ra cho mẹ rồi mẹ mai vô vậy thôi. Dạ, dễ dàng lắm chú. Dễ dàng. Còn mẹ con thì không. Con có tập không? Dạ không. Có tập làm này thử không? Dạ. Không. Không biết hả? Không, à? Không dám hay sao? Ừ, cái kim nó nhọn lắm. Kim. Kim mình không biết á, mình thọt tay vô nó nguy hiểm. Nhọn. Sợ hả con? Dạ. Ở nhà con có mấy cái bằng mai? À, cha. Hả? Cha nữa con. Ở đằng kia nữa hả? Dạ. Vậy là hai người hai cái. Hay ha. Cha nó đi mai cho mai. Ở đây tối quá. Dạ cha vô khỏi đèn cũng được hả? Có đèn bên đây nè. Phải treo cái bóng đèn ngay đây nè. Treo bóng đèn ngay đây cho mẹ con sáng. Mẹ con cũng được nữa. Mẹ mai gì hoài. Ví dụ như chú tắt đèn nè. Đó thấy không? Tối thui đó. Thấy nhưng mà tối lắm. Tối à? Ừ. Kêu ba treo cái bóng đèn ở đây. Con mai treo bóng đèn à, bóng đèn. Nè, treo cái bóng này nè. Bóng đèn đó hư rồi. Được khẩm Mạnh Thường Quân rồi giúp cho gia đình con một số tiền đó bây giờ còn không? Dạ còn. Ừ. Còn tiền đó để làm gì? Để dành. Để dành làm gì? Mai mốt là đưa em đi khám bệnh. Bên cha con hơi sáng kìa. Ừ, bên cha con sáng á. Hỏi con phải già để cho em con bị bệnh. Gần giáp mí rồi đó. Hết chỉ rồi vậy. Dán lại. Hết suốt. Nó suốt nó nằm ở dưới. Cái này là cái nghề này mà khó làm lắm chú. Khó à? Khó. Có khi mình quên là thôi luôn á chú. Ừ. Đẹp ha. Đẹp. Trời ơi. Đẹp. Y như là mình mai mình gắp vô một cái miếng thảm này nè, y như là mình sơn vô ha. Không có sơn chú à. Vậy sao? Hả? Vậy màu á. Giống như sơn vậy đó đúng không? Dạ. Sơn rồi nó khô nhưng mà con không thấy như vậy. Cái này là màu mình gáp vô. Dễ màu. Dễ màu mình gáp vô. Không có gáp. Mai. Mai chỉ. Ừ. Chỉ. Thì mai đó, mai là gáp đó. Gáp hả? Ồ, mặt sao điệu vậy? Con cắt hả? Con cắt giải này hả?
Phải không? Dạ. Giỏi ha. Cái này chưa tắt nha. Kéo không? Kéo gì? Đây là cái ngày mai hồi xưa là chú cũng may cái này nè. Mai chưa cơm giả. Được. Hồi xưa là chú may mà chú may bằng cái mai bằng mai bằng mai bằng điện tử á, bằng mai điện á. Điện tử là gì vậy chú? Bằng mai điện nó may nhanh cái bằng mai này. Mai công nghiệp không? Ờ. Mai công nghiệp là gì vậy? Chứ không phải bằng mai này đâu. Con không biết. Đi qua coi cha. Ừ. Ủa, đi. Thảm để đâu quên? Ông nội thảm để đâu? Con đó làm nghề để thảm đâu? Làm nghề cắt thôi mà. Ông nội đâu? Ông nội đây hả? Nay con đến con thăm tình hình sức khỏe của con bé. Coi như thế nào để cho ông bà Mạnh Thường Quân biết á. Cái này bé nó cũng đỡ khóc không? Dạ, yeah, đỡ. Dạ. Nên nó đỡ khóc thì cũng mừng. Dạ. Ừ. Ba con mai ở đây hả? Có cái đèn trên này. Có, treo đèn giống vậy đó. Vâng. Ừ. Treo đèn vậy sáng rồi dễ, dễ mai. Đằng mẹ, kia tối mẹ quá. Con mai tối quen rồi mà. Con còn dễ coi. Ôi trời đó. Ơi. Đâu đâu? Mấy cái miếng đó mà tự mai luôn đó hả? Yes. Miếng này ôi, mai. Đẹp vậy. Miếng này cha mai. Miếng này cha mai, miếng đó mẹ mai. Hay hay. Miếng này mà bà nội mai. Miếng gì bao nhiêu tiền? 80. 80 ngàn. Dạ. Phải không? Dạ. Mấy chục? Mấy chục? 80. 80. À 80. 80. Là một mẹ, miếng như vậy. Mẹ con mai 2 miếng, cha con mai 2 miếng. Ừ. Đủ thứ màu chứ nha. Không mà. Thấy cái tấm dưới này đẹp nè. Dạ. Màu này đẹp nè. Đúng rồi. Ví dụ như bán 80 ngàn một miếng này thì con được bao nhiêu tiền? À không biết. Mẹ có cho à? Không biết nữa. Mẹ có cho tiền ăn bánh không? Dạ có, 10 ngàn. Mua chai nước. Chai nước đá. Bình thường con thích uống nước gì? Chai nước đông đá. Đông đá sao uống? Đông đá đập ra uống thiệt. Nhiều ha, nhiều mẫu quá ha. Dạ. Cái này thì có 10 ngàn thôi. Ê, cái này nhiêu? 20 hả? 25. 25 mà. Dạ. 10 ngàn. Cái này? 10 ngàn. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn 10 ngàn. Cái này bự hơn. Dạ, 25. Cái này nhiêu? 10 ngàn luôn. Cái này? Nón của em. Cái gì con bán chị? Con bán cái nón của em không? À, nón của em con không bán đâu. 10. Đúng rồi, 10 luôn. Có cái bự này mắc ha. Yes. Cái bự này mai chắc lâu lắm mà. 80 là. Cha con với mẹ con là ai mai giỏi hơn? Hai người bằng nhau. Nó hỏi mẹ thôi, ai mai giỏi hả? Ai mai nhiều hơn á? Hai người bằng nhau. Ừ. Nhưng mà cái này mẹ mai còn mấy còn mấy cái nào tròn tròn á là cha mai. Là mấy tròn tròn nhỏ á là cha mai. Còn mấy tròn bự là bà nội mai, còn cái bự bự chủ nhật này là mẹ mai phân chia ra gì á cho nó dễ biết. Sẽ dễ biết lại mai bao nhiêu cái bây giờ là coi anh trai ha, anh trai mai ha. Thường thường là cái ngày mai này là phụ nữ mai sẽ giỏi hơn.
Sao cái này gắt rồi? Gắt rồi. Không có gắt là nó vậy á. Nó vậy. Gắt rồi. Không, mình chụm vô cũng được mà. Gắt bán rẻ hơn hả? Không. Mày nhát chưa? Bình thường là phụ nữ là sẽ may khéo tay hơn. Dạ. Nhưng mà nam thì cũng may được luôn. Dạ. Trên ngã tư cha làm ngã tư. Nhiều người là nam là may rất là giỏi. Dạ. Nhà may cũng được chứ. Hồi xưa là em ở đây nè, em may nè. Một để kim. Một kim. Một kim. Hai kim. Ba một kim. Kim à, chú. Một kim. Mai ba kim. Một kim à. Tại vì chú Mai á, là chú Mai nhiều công đoạn lắm. Chứ không phải là có con Mai có một công đoạn đâu. Nè, hai kim á. Hai kim là mai cái này nè. Nè, thấy chưa? Hai kim. Biết mai không? Mẹ chưa biết mai ba kim hai kim đâu. Chỉ biết mai ba kim á là dạ. Đâu ta? Ba kim đâu? Tôi làm gì có ba kim? Mấy cái áo này không có ba kim rồi. Không có đâu. Cái này là có hai kim nè. Hai kim thôi, không có ba kim đâu. Hai kim là hai đường nè. Ừ. Chú ơi, đó là mai ba kim, bốn kim luôn. Ghê chưa? Mà giờ chú bỏ nghề. Mẹ con sợ luôn hả chú? Sao chú bỏ nghề vậy? Tại vì hả? Tại vì khi mà chú đi làm á, chú mới đi làm công ty á thì mới mai, còn nghỉ đi thì nghỉ mai rồi. Chú làm công ty ở đâu? Ở trên thành phố 2 năm. Mẹ cũng lên thành phố luôn mà là thành phố khác. Lắm. Mai đồ nè, chất nè. Hai kim à? Ờ, mai đồ nè, chất cao lên tới đầu nè. Đúng rồi. Ờ, sợ chưa? Đẹp. Không, thường ngày là mẹ con mai tới đó luôn. Nhưng mà, lại cho bán hết trang. Con thấy là con thấy mẹ mai tới đây. Không tới. Cái này chú mai cũng được nhưng mà mai chậm lắm, không quen. Nhìn bé nó diễn tả nhìn mắc cười. Máy kia nè, máy kia là chạy hút chạy gì nè, chạy không thấy đường luôn. Ủa, ghim điện á hả? Chạy bằng điện. Bốn kim có giống này không? Gì nè, thường này thường á. Thường thường là dở lên coi. Nè, mai cái hông nè. Mai từ ở đây dài ở đây nè. Là nó cái lằn thẳng á. Cái lằn thẳng á, mai nè. Út. Cha con biết mai luôn á. À, trên Sài Gòn mẹ cũng mai vậy luôn. Nhưng mà bỏ lâu rồi, ở nhà làm luôn. Mai công đoạn á. Ở nhà làm từng cái cho nó rẻ. Làm hụt, mẹ làm không kịp, mẹ làm kịp thôi à. Còn một chút nữa là tới. À, nhớ. Con nhớ rồi. Gì? Mẹ nhắc tới là con nhớ liền nè. Lúc mà con còn nhỏ, con chưa có gì ăn hết trơn á. Để xong á, mẹ đi làm, mẹ may thảm ở trên kia á, rồi xong á. Con khóc, rồi xong á, ông nội chở con lên đó chơi. Rồi xong á, ông kêu mẹ về hoài luôn. Hồi đó con lì lắm hả? Không có chú ơi. Vậy chứ sao khóc? Tại do không có gì ăn á. Không có gì ăn? Con
Con là thánh ăn trong nhà luôn á chú. Ở nhà con ăn nhiều quá cái xong á ăn dễ hết gạo. Dễ hết gạo. Cái thùng đó giờ còn có một nữa à, thùng gạo á. Ăn gạo dữ gì? Còn một nữa à chú. Trời ơi. Ăn tô tô luôn. Dạ. Tại do con dễ ăn mà chú. Trời ơi. Thánh dễ ăn mà chú. Ăn cái quá trời ơi. Nè. Dạ nè. Tay bự là bá luôn. Con ba mấy ký rồi? Trời đất ơi. Ba mấy ký. 8 tuổi mà ba mấy ký. Yes. Hả mẹ nhiêu ký? Hả? Hả mẹ nhiêu ký? Năm chục. Trời. 50 ký. Vậy là thua mẹ bao nhiêu mấy ký? 20 ký. Thua con 32 phải không? Dạ. 32 con thua 18 ký. Ủa? Ủa? 38. Con 38 hả? Ừ. Thua 12 ký. Thế mẹ có 12 ký à? Vậy là 5 nữa là con bằng rồi. 5 nữa. Tháng năm nữa là bằng mẹ rồi. Ừ. Trời ơi. Tháng năm nữa là bằng 50, 50 ký. 50. Ăn nhiều là đặng con chơi với em cho em vui với. Ừ. Không. Ăn ít chơi không có vui. Con ăn nhiều mơ mốt con ngủ con đè em á. Không có đâu chứ. Nằm sát mắt luôn rồi xong con đè mẹ. Con có biết gì đâu à. Tại do tối con ngủ hay lăn. Ăn đè em luôn. Đúng rồi. Đè đĩa, không có đè. Con cảm giác thấy em đỏ xong con rút cái chân lại à. Rút cái chân lại. Đục em cái là rút lại. Đúng rồi. Giờ đục mẹ. Đục mẹ thì làm. Đè luôn. Đè luôn. Ồ. Quá hay luôn. Mới xong luôn hả? Hả mấy? Ồ, anh trai khéo tài quá cả nhà. Đây. Ờ, một cái tấm thảm. Nằm ngủ anh trai này là không nói chuyện được, không nghe được mà lại mài một cái tấm thảm rất là đẹp luôn hả? Rất là khéo tay. Cái này dùng để làm gì con? Dùng chân. Ừ, để dưới chân này ha. Nhà đất cũng được mấy chú. Nó dơ dưới thôi à, chứ nó không có dơ trên. Đủ thứ kiểu, đủ thứ màu luôn. Có hình con chó nữa mà chú, mà sạn mất tiêu luôn. Trên này là cái dưới này liền. Ở đây mất tiêu hết rồi, đâu có thấy đâu ha. Không có thấy kẻ hở luôn. Cái này nè. Cắt ra thành tròn tròn. Lấy miếng nào làm mẫu á, rồi cắt tròn 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 giống y chang vậy á. Cái đó dễ ghim đúng không? Đúng rồi. Dễ ghim. Dễ ghim mà. Vâng. Dạ. Ta ra bao giải cho mẹ này đó. Ba em. Cái này ai cắt vậy? Phải mua nhiều mới đủ. Mới đủ một chồng gì nhỉ? Ừ. Cao hơn con nữa. Thôi chú quay trở lại đây thăm cái tình hình cái sức khỏe của em con á. Dạ. Thì thấy bữa nay cũng ổn rồi ha. Mai mốt dạ. Là chở em đi khám. Có gì alo cho chú nha. Hả? Có gì alo chi vậy? Cho chú biết. Biết khác. Nhưng mà mẹ con kết bạn chứ con làm gì có đâu. Con có cái điện thoại tại do là lúc kia chưa sinh em á, em chưa bệnh á cho nên là dễ mua. Giờ con có điện thoại không? Có lâu rồi chú ơi. Vậy sao không kết bạn với chú đi? Con làm gì biết số chứ. Vậy sao mẹ con biết mà kết bạn với chú vậy? Tại vì mẹ con biết. Con nói với mẹ biết mà con đâu có biết đâu. Không có dễ thuộc. Thì khi nào mà em con đi khám bệnh đó rồi alo cho chú hay? Không có alo được. Sao vậy? Tại vì mẹ con nói chú cũng không có hiểu đâu chú. Thì con á. Mẹ đi rồi sao con nói chứ? Thì con điện cho chú. Là chỉ như là ngày mai đi rồi đúng không? Ừ, điện nói em coi sao đó cho chú hay. À. Theo dõi cái tình hình sức khỏe. Các bạn Zalo luôn cho lẹ nha. Ừ. Con có nhớ số điện thoại của con không? À. Nhớ. Kế bên luôn kìa chú. Đúng rồi, đây đó. Nhớ để chút này, chút này kết bạn với chú. Yeah. Rồi chú bữa nay là chú đến là chú mua bánh rồi đó cho con với em ăn. Dạ. Yeah.
với lại coi cái sức khỏe. Bây giờ chú cũng đi về ha. Dạ. Thì chú chúc cho con với lại gia đình với lại ông bà ngoại là có thật là nhiều sức khỏe. Dạ. Gắng lo bệnh cho em. Dạ. Ngày mai mốt rồi chú đến nữa. Dạ. Chú thăm ha. Dạ. Con phanh tay chào ông bà đi. Dạ, con chào ông bà. Chúc ông bà. Con chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Ừ. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ. Ừ. Mai mốt là vô học, đi học nha, đi học đàng hoàng. Dạ. Ừ, biết chữ rồi về... con đọc chữ là... năm lớp 1 là con đọc chữ nhanh hơn mấy bạn nữa, ghê lắm. Ừ, giỏi. Thấy chữ lần đọc nhanh à. Đọc cái dèo luôn đó chú. Ừ. Con không có đánh dần được. Thầy chú cũng xin chào ha. Dạ, bye bye. Rồi, bye bye. Dạ.